đời trai luôn kìa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên cho Hồng Lý và nhóm Hồng Lý gửi lời chào thương tươi đến cả nhà trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc. Cái gì vậy? Đợi không rồi, bóp vô vậy nè, vú em bóp đi. Sáng kia bóp anh nè. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay là ngày 15. Cậu bé hai nãy giờ bị gặp gì không má, ở nhà thì bị tao gọi điện thoại tao chửi. Vô tìm chai ăn bị tao bóp ú dí. Để xui ghê á, thì thôi kệ đi em ơi. 15 mà từ thiện đi bé hai. Nè bây giờ anh không xin bóp trên bếp được cũng cho, nó từ thiện tao má ngày 15 đó. Đó thì hôm nay tụi em đi ăn chay. Nếu mà cả nhà mình biết thì đã biết là đồ chay Trần Đình Xu rất là nổi tiếng luôn. Ở đây là nếu giờ ngày gầm cả nhà nhìn thì ngột ngạt luôn, giống như nhà hàng lớn vậy đó cả nhà. Quán chay chị cũng nha cả nhà. Thì bây giờ đi qua bển mình kêu đồ ăn với hai. Hai, bây giờ giá bộ đi ngang qua cổng bóp không nha bé hai. Anh thích. Kệ ok luôn kìa. Sao đi luôn ông không bóp đó. Xui ghê. Đông lắm cả nhà ơi. Ôi ơi, còn bàn không anh? Dạ 2, 4, 6 người. Dạ chào anh. Dạ. Mình đi 6 người phải không? Mình đi mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đứa ngồi bàn. Bà ngồi bằng này, tôi ngồi bằng này, rồi ba Biên ngồi bằng kia, chứ ngồi chung có đâu ngồi. Đó cả nhà ơi, khách rất là đông luôn cả nhà nha. Trời ơi, hôm nay đông là quá. Quán chay ở đây là khỏi nói luôn. Đồ ăn nhiều rất là ngon, bây giờ có này mình ăn đi. Con lấy này trước đi chứ. Ủa, uống khô chứ khô được kìa. Trời, đi ra đi vô vô bài luôn hả? Ê má. Về. Đi ra đi vô vô bài lát tao lượm bàn cho. Đứng ăn lôi giờ đó có bàn nào mà. Người ta đang lấy bàn kìa. Có. Dèo. Bán bình thường. Xí mùi giờ. Cầu khâu bọc khóc cho cả nhà nha. Túi mũi tức chắc luôn. Chắc tụi em làm ở trên nhà chị không xuất sắc. Tụi em làm nhà cũng ngon xuất. Chỉ là xí mùi chứ chưa hề nói cái này đó, xí mùi nước xí mùi á. Chứ ở đây mình làm cũng ngang ngửa. Tưởng đâu chê đầu bếp coi thượng hạng xuất sắc luôn chứ. Không buồn không được vui gì đó, nói như là cái này ngon. Xí mùi ngon, má ơi, phải nói là xí mùi ngon. Khó quá. Rồi, đứng đợi hả? Tháng người vô. Thôi luôn. Nhiều lắm. Cà ghi đồ đầy đủ hết. Ở nhà nhìn đi, nhìn cho cái quán đi hết hồn luôn á. Không phải là ngày cao cho cả nhà. Ngày mặn cũng vậy luôn. Ngày mặn cũng vậy luôn. Đông vậy, ngày giàu có giỏ hay giàu. Ngon hả? Em ăn cái khô vì nó bị đắng. Mày ăn cho cả nhà. Lại chọn thằng Duyên lại đồ ngon ngốc đéo loại không? Dạ hết hả? Ồ, mình để rút phiếu cho cả nhà nha. Có kỳ vậy? Cái nhà có bàn ghế quá trời á. Đồ ăn đồ tràn luôn không ăn. Được chưa anh không sao? Thế đúng không em? Nghe nè. Tôi chỉ cho. Hai người vô đây. Hai người hoài không nghe kêu sáu người. Sáu người phải không? Dạ. Dạ. Rồi sáu người vô luôn. Kêu kìa má. Thường. Rồi. Đó. Tôi mới ăn rồi. Để ngồi cuốn. Vô bây giờ không? Để lấy cái bàn ngoài ngồi cho. Ok, ngồi bàn ngoài luôn đi. Rồi, dễ thương nè. Để lấy cái bàn ngoài cho nó mát. Ok, dễ thương nè. Nữa. Em ăn cơm thập cẩm. Hồi nãy mấy món rồi? Mấy, 5 món rồi, kêu nữa đi, chưa có đủ đâu. Chưa có đủ. Mấy món rồi, 5 món, còn lá xét nữa, 5 món trên bàn lận.
Bạn có nằm không? Ly nước bé nữa. Ly nước bé nữa phải không? Rồi la xét nữa má. La xét. Bún ăn vịt kìa. Bò kho luôn hả? Chúng ta kìa. Rồi má kêu hết cái menu luôn rồi má tự ăn tự trả luôn đi. Đó người ta la kìa, người ta nói là kêu hoài không chịu. Dạ. Một tô bún bò Huế, tô bò viên không. Em anh có còn cà ri không anh? Dạ chung. Đi chung. Dạ. Mùi nó ngồi kêu món món đi ra cái nó mới ngon, nó gì hấp dẫn. Bún bò Huế. Còn cà ri không? Bò kho. Bún bò Huế. Trời ơi, cà ri là ngon nhất luôn. Trời ơi buồn. 15 với buồn 1 là con đó. Trời ơi. Thôi rồi thôi, hủ tiếu khô. Rồi hủ tiếu khô. Miếng tốt tàu. Dạ miếng đúng rồi, băm pin. Ngon lắm băm pin ơi. Hủ tiếu còn ngon. Xuất sắc cái gì nữa. Cho em cái giấy nhỏ chấm bầu viên đi. Cho em dĩa ra, dĩa ra. Rồi cho em mấy cái diễn ở Bishikama, Bakabiki Kujuya, Bitala, cho em đem. Sáng này nhà mình còn vào đem ra theo qua ăn gì không? Xui ghê má hùng dữ. Anh ơi anh cho em, có thể cho em miếng đồ thêm đậu hũ không? Với lại thêm thêm cái này được không? Rồi cho em thêm bánh thánh với lại cho em. Ngon, có gì cũng muốn ăn nữa đó. Có cái giá đủ vậy. Thịt miếng nước tương có vào. Phải nước tương không má chừng. Dạ, để mũ nè. Giấm thôi má. Thế chứ rồi ăn cho hết luôn á. Tôm đen vô nữa vào. Ủa ngon quá cái giò nhà hấp dẫn đó. Bò viên nè cả nhà. Bò viên ở đây cực kỳ ngon luôn nha. Em nói bò viên ở đây là chay bò viên. Em ơi em có được em có thể lấy giùm cái khác nữa được không? Em lấy giùm thêm cái này được không? Đậu hũ. Bây giờ cho thêm hoành thánh hay là đậu hũ gì có đậu hũ không? Đậu hũ đậu đó chung đồ ăn á. Làm nước chấm đi về không? Làm tương đỏ, tương đen á. Muối ớt cũng được. Muối ớt hay gì? Thôi tương đỏ, tương đen. Ừ, tương đỏ, tương đen rồi. Ngon quá à. Cho thêm tô đồ ăn á. Đậu hũ á, cho em biết đậu hũ gì vậy? Đậu hũ bị căng đồ á. Đậu hũ á. Thủ với căng chung đâu á. À. Anh đi dĩa rau với cho tôi. Một dĩa cơm hợp cẩm nữa. Cơm hả? Trời ơi. Bà phải đồ chai, bà ăn đồ cơm nữa kìa má. Em ăn với. Ủa nó không ăn cơm, sao ăn cơm vậy má? Thèm chứ, nó phải thèm đồ thịt chứ. Ngon quá rồi ôi. Thích rất luôn á. Ngon quá, nhờ lâu lắm em không ăn. Trời có nhờ ơi. Chị nụ đút vô miệng Thái giùm em miếng đi. Bị xuất sắc luôn á. Thôi có đây em giỡn. Nè, để miếng tương lên vậy nè, đó cả nhà ơi. Ủa, cái này của ai vậy? Có anh nè. Nè, cho anh nè, em đâu ăn cái này đâu. Rồi, hay quá, đây. Ôi. Ngon hơn có chút xíu mà má ơi, này chứ ăn 2 đũa hết. Chứ nữa má ăn chay. Ăn chay phát tâm á, ăn nhiều đúng không đó. Bởi vì chiêu kêu vào. Trước, dĩa cơm. Vào, không lẽ mình phát tâm ở ngoài được, từ nhà mình phát tâm không được phải không? Ăn người 2 tô, 3 tô cho em. Ăn chay nhiều càng tốt, ăn đi. Nhà có 4 nhân viên. Ai kể, nó trời đi ăn đây. Cảm ơn ông xã. Vậy cơm ông xã đưa kìa. Rồi. Vào đây câu quá trời cả nhà ơi. Nó nhìn được chai lắm, thế là cảm mê. Ủa, lắm. Ủa vào bắt câu quá trời câu luôn. Hủ tiếu đi bắt xuất sắc luôn má. Ok. Cả nhà ơi, hủ tiếu dài ở đây á là tụi em đã ăn nhiều lần rồi. Khi đó sinh nhật Bi Chim cũng đãi tụi em ở đây luôn. Ngày đó ngày Bi Chim đãi ở đây ngày chay á. Ngon lắm, tụi em biết sao ngon một lý do sao không? Nhiều đồ hay đồ chay mà tha hồ mà lựa mà làm rất là nhanh luôn nha. Cả nhà thấy đông không? Nhưng mà làm rất là nhanh tại vì đồ người ta để phần người ta đoán nhanh mà người ta để tô múc lèo thôi. Còn đồ chiên á là để sẵn gì đó, hai giống nãy mình lấy vậy đó. Bây giờ phiền quá vào ơi, tắt tiết hoài lum la hết vào. Nữ gì vậy? Nhanh á. Ngon quá à.
Cái gì? Không ăn phải không? Không ăn cái đó nào được, nói chị đi mua khác. Bambi nói là dắt đi ăn đồ chay, suốt ngày mà cái gì đó. Bambi nói vậy đó. Bambi nãy giờ nghe nói, nó nói bà giàu rồi. Dẫn đi ăn đồ chay, sức đâu mà tối ả sĩ. Ả sĩ. Ngon quá à. Lâu lâu chay ngon thì mọi người. Ông xã. Xã. Má miệng vô đúc ông xã. Ông xã. Má nào vậy? Ông nào thấy lên tiếng tự lên tiếng má. Quá trời luôn rồi kêu được tên mệt quá. Đúc đại đi. Không phải, em tưởng kêu con này nè. Mày ói, tao kêu ông em ơi, em ói đó. Rồi cái gì đảo gô hả? Tao kêu em mở trên kênh nè má ơi. Trời ơi. Xô quá. Đúc sao cũng ngon quá nha. Ông xã trên kênh đó là đúc cho mấy ông xã trên kênh mình ăn á. À mấy ông anh gửi không? Anh gửi của em, anh gửi của em à. Ông xã. Anh gửi nào vậy nhiều quá. Tự ông nào biết tự hả miệng ra má. Gửi nào vậy? Nha. Tân tân nhì. Anh gửi nào mà gu mặn quá vậy? Nhiều lắm má. Cái gu mặn quá nhanh gửi nha, đổi gu đi nha. Là lạc xuống một tí. Mình dây như em nè. Ngon rồi. Bà Biên ăn thích chén quá, nhìn thấy Bà Biên rồi. Hết muốn ăn luôn, thấy Bà Biên đi. Bà Biên không bỏ ăn luôn á. Đúng rồi, hả? À, ăn mạnh rẻ Bà Biên. Em không hảo được chơi. Chết rồi. Ngày 15 mình ăn chay là tự nhiên mốt rồi mình à. Nếu mà nó dạng mặn không ai ăn mặn gì bằng chị đâu. Ăn đồ ngon mà chị ăn chay cho ăn vẫn ngon không? Không phải là mình chê chế, nhưng mà kiểu dạng như không? Em không quen phải không? Quen á. Tập cho nó quen thấy chị không? Chị ăn được hết luôn nè. Sáng ngày làm chay, chay xúc như một cái chuồng mình ăn nữa không? Ừ. Ngon không? Cái nhiều mà không có thấy mặn không? Ừ. Mấy gì dẫn này dẫn em ăn. Dẫn nó mấy ngày em... Mấy ngày... Má đi. Má chạp. Một chai má đi học hết 2 giờ trước. Trời ơi, rước vào đây, má thì rước vào đây nữa. Trời ơi. Mà ngon đúng không? Bởi vì sao Bambi nó ốm hoài vậy, cứ nó ăn xong nó xếp người mình xếp. Ủa, là cả nhà nha, chút tiếp rồi. Okay. Dạy ngủ dậy đủ đi ăn, mừng tắm rửa xong, tưởng nó ăn gà nướng, thịt tường, dầu quay đồ chứ. Cũng ăn ở đây, nó thức tâm mà. Cái gì ăn hốc em? Thôi đúng không? Tôm cua đầy đủ. Tôm cua cá đầy đủ luôn, có cá vô hồng, cá hú đầy đủ luôn mà, chị mới mua mà. Dễ quá. Thức tâm mà chơi. Đó, dặn cua đi má. Ngon lắm hồ. Dịu quá. Dịu hơn chữ dịu luôn. Nước mía à, bay mùi. Mía. Bây giờ này hay rồi đó. Đánh một hửi mùi được rồi đó má, tưởng đâu mất cú giác chứ. Nước mía mà nghe mùi mía là có cú giác. Tưởng là mất miệng mất cú giác. Nè. Chị ăn mì căng. Ăn vô cảm giác nó là mì căng, không bị mất vị giác má. Hình như nước mía bỏ nước muối ớt uống rất là ngon nè. Mấy ai áo quá bỏ vô nè. Chị chưa có mất vị giác. Không không? Nó định làm giống như mùa dịch đó, một bữa nấu cho anh ăn vậy đó. Có không rồi. Có không rồi. Dạ mùa dịch cái nhà, em nói thật cái nhà luôn á, chồng em á. Mai bị mất cú giác rồi đó. Nó nói cho chồng em, nói cho anh Hùng mang, nói thật sự luôn á. Em muốn khủng hoảng. Mặn em muốn ăn kém, em muốn khủng hoảng với nó. Bambi á, Bambi ăn mặn dữ lắm nha cả nhà. Trời, nó ở xứ biển. Mắm không? Nó ở Đà Nẵng có biển đúng không? Biển. Hàng gì muối nhiều lắm. Quá. Nước mặn được lắm. Miễn phí muối hay sao, nó bỏ muối quá trời muối. Nó gấp nó không lột đi. Má ơi gấp được rồi má ơi. Để đó, 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 nó gấp được rồi, nó không được ăn nó, nó phần của được ăn. Rồi. Xuất sắc đây, cái này cố cầu nè. Dịu không? Rồi má. Dịu không? Cái má rồi má ơi, vô với thợ luôn kìa. Có ăn gì nè. Đó. Em muốn rồi, mình ăn rồi. Uống thì hai thương em á, đổi lên 3 cuốn chứ. Đi má. Đó là hủ nè má. Mì gom với lựa ăn, nó bị ăn bò viên. Ngon quá cả nhà ơi, ở nhà hôm nay cả nhà nhìn em hết tô luôn á. Hết tô. Thêm đồ chai thôi quá chứ. Bé hồi ngon 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 ngon
Cũng nó ngon không rồi, nó ngon nữa. Ngon, lâu ăn ngon quá. Ăn cơm đi vào miếng rồi. Nhà mình cơm có đó. Thấy mưa chơi đó. Cơm chơi hả? Trứng xúc xắc. Vậy hả? Con trứng như cầu như vậy mới chồng. Chuột chai mà có trứng kìa. Chuột chai mà. Trứng gà chay được mà chứ. Đúng rồi, nhưng mà làm cái món gì? Nói chung là thịt ra không được. Thịt cũng giả. Thịt giả mà gạch trứng gà thiệt phải không? Phải không? Tụi nó ngon kìa, cái má tụi nó vàng má. Trứng gà cũng thiệt đó. Nãy giờ tụi em đã ăn hồi nãy giờ rồi, rất là no, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Thì bây giờ đó hả, em ăn thêm muốn về ngủ à. Ngon quá à. Dạ, kêu 3 món. Ăn nổi không? Bảy bịch em về. Gì mà chồng, chồng, ba đứa con. Ba con là bố, mẹ. Rồi cháu à, cháu của à, con của anh hai. Anh hai là 7, 8. Em bả giùm lum má ơi. Nhưng ra 20. 20. Ăn sáng luôn. Đúng rồi. Ủa mình ăn xong mà có đi đâu nữa không? Hả? Bây giờ quán chơi. Quán chơi đi. Bấm bên chơi nào rồi. Còn móng hả? Đâu bắt xe á, bắt xe á, đâu mà mong à, thôi được rồi, cái đó đi nói chuyện và cuối clip rồi. Bé hai cũng xin chúc tất cả các chị bạn bè gần xa, những anh chị luôn yêu thương đồng hành trên kênh à, sắp à, quên sức sống mới 1015 à, thân tâm an lạc à, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc cái nhà nha. Thì chỉ vỏn vẹn nữa là 44 ngày nữa thôi là mình sẽ đón Tết Nguyên Đán. Bé này quen quá ta. Tết 2022 thì là bé hai luôn cầu mong là hôm qua mẹ nó dẫn lại đồ, một đồ ngày mới xuất hiện nữa thì là một ngày tất cả mọi người đều được vui vẻ và cơn đại dịch này sẽ sớm xua tan mau để cho mọi người trở lại một cuộc sống bình thường cái nhà nha. Và đây với hai anh Hùng, xin chào và hẹn gặp lại.